Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là COVID-19 gây ra đang diễn biến phức tạp và theo dự báo thì có thể kéo dài trong nhiều ngày tới, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, thì Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký công văn hỏa tốc triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục thiệt hại trước ảnh hưởng của đợt dịch này. Và phía các tổ chức tín dụng cũng đã sớm có những chính sách hỗ trợ thiết thực. Vậy cụ thể ra sao? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, dịch bệnh corona ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và nhất là các ngành như du lịch, logistics, xuất nhập khẩu, nông nghiệp, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động cho vay và trả nợ ngân hàng. Để tiếp tục dòng tín dụng phục vụ sản xuất trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thì Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cần có những giải pháp thiết thực và kịp thời để hỗ trợ dòng vốn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh lần này. Vậy phía các tổ chức tín dụng đã có những động thái ra sao? Phóng viên của Tạp chí Ngân hàng đã có những tổng hợp và trao đổi ghi nhận về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thực hiện chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại đã đưa ra các phương án và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều từ dịch corona. Và đây là một trong những ngân hàng đang triển khai chương trình chung sức khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng từ dịch corona. Theo đó, Nam Á Bank giảm lãi suất cho vay tối đa 0,5% một năm so với biểu giá lãi suất cho vay hiện hành đối với cả Việt Nam đồng và đô la Mỹ. Chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lưu trú, hàng không, nông nghiệp, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các nước thuộc vùng dịch. Đại diện ngân hàng cũng cho biết thêm, mặc dù chương trình diễn ra có thời hạn, tuy nhiên ngân hàng cũng sẽ linh động trước những diễn biến khác nhau nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Hiện nay cái gói ưu đãi đối với các khách hàng doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng bởi dịch corona thì chúng tôi áp dụng cho đến ngày 30 tháng 4 năm 2020. Đây là giai đoạn 1. Chúng tôi đánh giá rằng nếu mà dịch có những cái thiên chuyển thì ngày 30 tháng 4 là sẽ là ngày chốt cuối cùng. Còn khi mà cái dịch nó có những cái biểu hiện, những cái dấu hiệu chưa được kiểm soát thì chúng tôi sẽ cam kết sẽ tiếp tục sẽ hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Đồng thời nữa thì cái việc mà các cái doanh nghiệp khi giao dịch tại Nam Á Bank trong thời gian vừa qua đó thì chúng tôi cũng xác định lại một lần nữa là không phải là bao nhiêu doanh nghiệp mà là tất cả các doanh nghiệp khi mà ảnh hưởng chúng tôi xác định là đúng thì chúng tôi sẽ trực tiếp là hỗ trợ về giảm lãi suất. Đến thời điểm này, đã có nhiều ngân hàng thương mại công bố chương trình giảm giá lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân, doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì dịch bệnh như Vietcombank, VIB, Kienlongbank. Nhiều ngân hàng khác đưa ra các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp để kích cầu, hỗ trợ thị trường, khách hàng. Một số ngân hàng khác cũng đã lập phương án cơ cấu lại nợ cho khách hàng với phương châm sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nếu bị ảnh hưởng bởi dịch corona. Các ngân hàng thương mại theo cái chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước vừa qua thì cũng sẽ cần phải có nhiều cái giải pháp hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn trong cái hoạt động kinh doanh lần này, đặc biệt là cái khả năng trả nợ của các ngân hàng, đặc biệt là cái khả năng trả nợ của các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều cái khó khăn, và phía ngân hàng cần phải có nhiều giải pháp, ví dụ như là khoanh nợ, ví dụ như giãn nợ, ví dụ như là giảm lãi suất cho vay, ví dụ như là kéo dài cái thời gian trả nợ của các cái doanh nghiệp thì mới có thể hỗ trợ các doanh nghiệp nhất thời để vượt qua được cái tình trạng lây nhiễm và tình trạng mà nó gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong cái quý 1 và quý 2 sắp tới. Các chuyên gia kinh tế nhận định việc các tổ chức tín dụng có các giải pháp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh là vô cùng cần thiết và kịp thời trong thời điểm này, bởi mối quan hệ ngân hàng, doanh nghiệp là sự cộng hưởng với nhau. Khi doanh nghiệp vượt qua khó khăn, làm ăn tốt thì ngân hàng cũng hưởng lợi nhờ cho vay, thu hồi nợ nhanh chóng. Bởi vì khi về nguyên tắc hoạt động ngân hàng, khi những khách hàng vay vốn mình mà gặp khó khăn do bất khả kháng thì nếu như ngân hàng cứ giữ đúng cái nhiệm quy của mình thì có thể gây lại nợ xấu và có thể việc thu hồi nợ nó sẽ gặp ảnh hưởng. Trong khi ngược lại, nếu ngân hàng chủ động là đánh giá và kịp thời có những cái giải pháp hợp lý đối với khách hàng của mình để họ vượt qua khó khăn thì như vậy thì không những là giúp cho khách hàng là họ kinh doanh thành công mà họ còn giúp cho việc trả nợ, thu hồi nợ cũng như là khách hàng vẫn tiếp tục là khách hàng tốt của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản nếu các ngân hàng thương mại thiếu. Về lãi suất nếu cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh để hỗ trợ ngân hàng thương mại, doanh nghiệp và người dân. Song song đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp với các chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, cho vay bình ổn thị trường, cho vay phục hồi nông nghiệp và phát triển nông thôn để kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch virus corona nói riêng. Dịch bệnh COVID-19 có thể gây thiệt hại lớn gấp 3 tới 4 lần so với dịch SARS, với mức thiệt hại có thể lên tới 160 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Trong đó thì Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực ASEAN bị ảnh hưởng nặng nhất. Đây cũng là báo cáo đánh giá ảnh hưởng bởi dịch do virus corona gây ra đối với phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại cuộc họp thường trực Chính phủ vào chiều ngày 12 tháng 2 vừa qua. Trước tình trạng này thì nhiều ngân hàng thương mại cũng đã tung ra các gói tín dụng ưu đãi, lãi suất hỗ trợ khách hàng vay mới hoặc là giảm lãi suất trực tiếp cho các doanh nghiệp đã vay nhằm chia sẻ khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị đến với phóng sự ngay sau đây. Là một công ty xuất nhập khẩu trong lĩnh vực nông sản thực phẩm, trước sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, doanh nghiệp của bà Trần Thị Thu Hằng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu chịu ảnh hưởng bởi con đường xuất nhập khẩu gặp khó khăn, trong khi mặt hàng nông sản lại ngắn ngày và theo thời vụ, đòi hỏi việc tiêu thụ và sản xuất gấp rút đã gây ra rất nhiều rào cản cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các hợp đồng của năm 2020 thì đa phần mọi người đã ký từ năm 2019, và để sau khi ký hợp đồng mọi người phải triển khai cái việc chuẩn bị hàng hóa. Và ngay những doanh nghiệp chúng tôi cũng thấy đang chuẩn bị thì xảy ra cái đại dịch này. Thì hiện tại tôi được biết những doanh nghiệp mà làm về trái cây tươi đang gặp rất nhiều khó khăn. Còn chúng tôi thì đang hướng về cái sản phẩm chế biến thì nó cũng có đỡ hơn. Nhưng cái việc mà tổn thất lớn do ảnh hưởng của đại dịch corona là nhiều doanh nghiệp không lường được, không tính được cái rủi ro. Và ngay cả doanh nghiệp nhập khẩu tôi được biết rằng họ cũng rất khó khăn vì cần hàng mà cũng không được, vì cái lệnh rất nghiêm trong cái việc mà thông quan đã làm cho khó khăn chung cho cả doanh nghiệp nhập khẩu cũng như doanh nghiệp xuất khẩu, và nông dân cũng là những người mà phải chịu cái rủi ro đấy rất lớn. Tại văn bản số 541 ban hành ngày 4 tháng 2, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu lãnh đạo các tổ chức tín dụng, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch corona, nhất là những ngành lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu. Qua đó, các tổ chức tín dụng kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay theo quy định pháp luật hiện hành. Mặt khác, các tổ chức tín dụng cũng đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lý các đề nghị tháo gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn. Đầu tiên là chúng tôi khoanh vùng đã, đúng không? Sau đó là gì, là chúng tôi có những cái sự gọi là đi kiểm tra thực địa để xem cái mức độ ảnh hưởng như thế nào. Thế thì theo cái chủ trương của Ngân hàng Nhà nước ấy, thì là cũng sẽ có câu chuyện là giảm lãi suất, hay là có những cái câu chuyện là cấu trúc nợ, giãn nợ cho khách hàng, thì chúng tôi cũng thực hiện đúng như vậy. Ngoài cái câu chuyện giảm lãi suất ấy, thì chúng tôi có những cái phương pháp, có những cái gọi là cái giải pháp về mặt tài chính cho các khách hàng này. Như Ngân hàng Nhà nước đã nêu, đó là các cái giải pháp về giãn nợ, về khoanh nợ, về gọi là thay đổi các cái lịch trả nợ, thì chúng tôi cũng đang thực hiện như vậy. Khách hàng có thể nếu bị khó khăn trong thời gian này mà chưa trả được theo cái cam kết với cả ngân hàng, thì chúng tôi cũng có thể có những cái phương pháp cấu trúc nợ cho họ, giảm cái khối lượng trả nợ trong thời gian này đi và tăng cái khối lượng trả nợ trong thời gian sắp tới, khi mà dịch nó đã qua và khách hàng đã phục hồi lại. Thì những cái đấy nó là cái giải pháp tài chính, bên cạnh câu chuyện là giảm lãi suất cho các khách hàng nằm trong tâm dịch. Và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là khách hàng sẽ hợp tác với cả ngân hàng trong cái việc gọi là có cái gọi là đánh giá chính xác cái tình hình tài chính của mình, để làm sao cho là cái cam kết của giữa ngân hàng với khách hàng là thực hiện được. Theo các chuyên gia, sự đồng hành giúp sức của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong giai đoạn khó khăn sẽ khiến cho doanh nghiệp yên tâm hơn, đặc biệt với những doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Chắc chắn khi thị trường đầu ra và đầu vào gặp khó khăn sẽ liên quan tới vướng mắc trong thanh toán nợ cho ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng cũng phải tính đến tương lai tiềm ẩn nợ xấu để có thể kịp thời tháo gỡ và có giải pháp phù hợp. Trong những bối cảnh như vậy thì tiềm ẩn nợ xấu cũng sẽ bị tăng lên, do là nhiều doanh nghiệp, nhiều hộ gia đình chịu tác động khó khăn, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu, du lịch, rồi nông nghiệp và vận tải hàng không, thì rõ ràng nó sẽ tạo ra cái tiềm ẩn nợ xấu trong năm nay cũng như là kể cả một vài năm tới. Và qua đó cũng sẽ tác động đối với hệ thống ngân hàng về lợi nhuận. Chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CIC đã ban hành quyết định số 42 ngày 12 tháng 2 năm 2020 về việc giảm trừ tiền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, triển khai giải pháp giảm mức thu dịch vụ thông tin tín dụng, mức giảm theo bậc thang từ 5 đến 20% tổng mức thu dịch vụ thông tin tín dụng theo từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Số tiền hỗ trợ sẽ được giảm trực tiếp trên tổng số tiền phải thanh toán hàng tháng trong thời gian hỗ trợ trên nguyên tắc, mức khai thác càng nhiều, tỷ lệ giảm càng lớn. Thời gian triển khai từ tháng 1 năm 2020 cho đến hết tháng 4 của năm 2020. Hiện tại thì đã có nhiều ngân hàng công bố các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thiệt hại do dịch COVID-19. Có ngân hàng thì hỗ trợ ngành theo sản phẩm, dịch vụ với những ưu đãi về bảo lãnh thanh toán. Có ngân hàng thì hỗ trợ giảm lãi suất theo nhóm với đối tượng hay là theo ngành. Với mức giảm lãi vay nhìn chung dao động từ 1 cho tới 3% đã thể hiện những nỗ lực và cố gắng rất lớn của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì đây cũng chỉ mới là những giải pháp trước mắt và trong khả năng mà các ngân hàng xem xét có thể thực hiện được. Do đó cần có nhiều biện pháp được triển khai rộng rãi và thiết thực hơn nữa. Vậy những giải pháp cần có đó là gì? Xin mời quý vị đến với những ý kiến từ các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và ngân hàng mà chúng tôi đã ghi nhận được. Chính sách này của ngân hàng mới đưa ra, cho nên là không phải ngày 1 đến 2 được ngay. Thì chúng tôi chỉ ghi nhận ban đầu là các ngân hàng có những động thái sẽ giúp cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Còn bản thân doanh nghiệp chúng tôi đang phải tìm hướng, tức là mình phải chủ động trong cái việc mà tháo gỡ khó khăn cho chính mình. Giống như chúng tôi đang tập trung ở cái mảng mà sản xuất thực phẩm chế biến và thứ hai là cái mảng thực phẩm tươi cung cấp cho bếp ăn tập thể trường học. Thì trong mấy ngày nay thì bản thân chúng tôi cũng đang cùng với các nhà sản xuất tìm một cái biện pháp để giúp cho hàng hóa không bị trì trệ, không bị ứ đọng. Vì những ngày nay là rau, dưa, thực phẩm đều đang bị tình trạng chung là trì trệ. Và người nông dân rất là vất vả, rất khổ. Như là các chủ trại chăn nuôi, gia súc gia cầm đều khó khăn. Thì chúng tôi đang tìm mà trong cái thị trường thì lại đang rất cần những cái sản phẩm thực phẩm nông sản tươi ngon. Thì chúng tôi đang bàn cùng với các nhà sản xuất để trong ngày 1 ngày 2 thì chúng tôi phải triển khai cái hướng để làm sao là tháo gỡ khăn cho doanh nghiệp, cho người nông dân và mang lại cái quyền lợi cho người tiêu dùng thay vì cách làm truyền thống. Trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay của cả nền kinh tế phải ứng phó với việc là virus thì thành ra là các cái ngân hàng phải là cái nơi mà chủ động trong cái việc là đề ra các cái chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài cái hỗ trợ về việc giãn nợ, giảm nợ rồi cho giảm lãi suất thì các cái ngân hàng cũng làm sao mà hỗ trợ cho nhân viên chẳng hạn. Trong cái việc là ví dụ như là giao tiếp với khách hàng thì có thể là hỗ trợ bằng cách là hạn chế việc gặp gỡ giữa nhân viên ngân hàng với lại doanh nghiệp thì có thể là giao dịch bằng internet banking hoặc là các biện pháp khác, và cũng hỗ trợ khách hàng khi mà đến giao dịch bằng cách là phát khẩu trang hoặc là phát những cái nước để làm sao mà diệt trùng đấy. Thì đấy là cái mà ngân hàng có thể làm. Thế còn đối với doanh nghiệp thì tôi nghĩ là doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Thế vì vậy mà đối với những doanh nghiệp mà đang khó khăn về mặt tín dụng thì cũng cần gặp trực tiếp những cái lãnh đạo ngân hàng, các giám đốc chi nhánh hoặc là ban lãnh đạo để đề xuất những cái phương án, đặc biệt là phương án mà giãn nợ cho cái doanh nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay. Tôi nghĩ là trước mắt chúng ta cũng không nên quá là nóng vội. Tất nhiên cũng phải tính toán đến một số những biện pháp giải pháp như vậy. Trong đó thậm chí là ngân hàng nhà nước cũng có thể cần phải tính đến cả cái phương án cần thiết phải nới lỏng tiền tệ, có thể là giảm nhẹ cái lãi suất điều hành để qua đó cũng là để hỗ trợ cho toàn bộ nền kinh tế cũng như là doanh nghiệp và cả các ngân hàng. Tất nhiên chúng ta cũng không nên tính toán giảm quá nhiều, bởi vì nếu như giảm nhiều nó lại tạo áp lực tâm lý ỷ lại cũng như là tạo áp lực lạm phát vốn dĩ là đang áp lực nhiều trong năm nay. Chúng tôi sẽ có những cái hỗ trợ khác, ví dụ như là các hỗ trợ phi tài chính. Chúng tôi sẽ tăng cường cái việc là nâng cao cái trình độ quản lý cũng như là năng lực quản trị của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ. Bởi vì là chiến lược của chúng tôi là thiên về doanh nghiệp nhỏ mà chúng tôi gọi là micro đấy. Đấy thì doanh nghiệp nhỏ thì họ có cái khả năng chống đỡ cơ bản là yếu hơn so với các doanh nghiệp lớn. Thế cho nên ấy, là ngoài cái câu chuyện tài chính ở đây thì như chúng ta nói về câu chuyện lãi suất, về câu chuyện là các giải pháp cấu trúc nợ, thì chúng tôi sẽ còn các cái giải pháp về phi tài chính. Các chuyên gia về tài chính của chúng tôi sẽ đến đào tạo họ cách quản lý con người, cách gọi là thực hiện các cái phương pháp về kiểm định độ căng thẳng đối với tình hình tài chính của họ, để làm sao họ có thể có những cái sự lường trước, chuẩn bị trước cho cái sự dịch bệnh này. Mong muốn là khách hàng sẽ có cái sự hợp tác thật chặt chẽ với ngân hàng trong cái việc là khai báo tình hình tài chính đối với ngân hàng, và ngân hàng nhà nước cũng như là chính phủ sẽ có những cái động thái để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp và nhiều ở cái vùng tâm dịch. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí Ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.